Dòng xe Nissan X-Trail mở rộng tại thị trường Úc từ nửa cuối năm 2023 với sự trình làng của biến thể STLE Power mới. Nissan Australia cho biết, X-Trail STLE Power trang bị hệ truyền động E4 Ok sẽ nằm dưới hai phiên bản TI và TL, và có giá khởi điểm từ 49.490 đô la Úc khoảng 767 triệu. Trước đó, các mẫu xe X-Trail TE Power và X-Trail TL Power đã tung ra thị trường Úc với mức giá lần lượt 840 triệu và 886 triệu. Tương tự phiên bản TI và TL, Nissan X-Trail STL, E-Power tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp hoạt động cùng máy phát điện, biến tần và bộ pin 2 kW. Nó cũng có một motor điện 150 kW khoảng 201 mã lực ở trục trước, và một motor điện 100 kW khoảng 134 mã lực ở trục sau, tạo ra tổng công suất 157 kW khoảng 210 mã lực. Cũng như các mẫu E-Power khác trong dòng xe Nissan, Động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện và Nissan Australia cho biết, động cơ này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ 6 lít mốt cho 100 km. Hoạt động, cùng với hệ chuyển động hybrid là hệ thống dẫn động 4 bánh E4 OK mới nhất của hãng xe Nhật Bản. Mặc dù STLE Power chỉ là phiên bản cơ sở, nhưng xe vẫn được trang bị nhiều tính năng, gồm hệ thống khử tiếng ồn chủ động, kính riêng tư, đèn sương mù, vô lăng bọc da, ghế sau có thể gập 40-20-20 ghế sau trượt, ghế trước có sưởi, trang trí bằng da tổng hợp, điều hòa hai vùng độc lập, mâm xe 18 in, đèn pha thông minh và màn hình thông tin giải trí 8 in với 6 loa. Các tính năng bị cắt bớt bao gồm gương chiếu hậu thông minh, đèn pha LED ma trận thích ứng, cần gạt nước tự động, màn hình head up 10.8 in, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12.3 in, màn hình thông tin giải trí 12.3 in, hệ thống đèn viền nội thất, những điểm nhấn trang trí bằng da và cửa sổ trời toàn cảnh phiên bản TL của Nissan X-Trail 2023 được xây dựng dựa trên phiên bản TI tiêu chuẩn và có bổ sung mâm xe hợp kim 20 in, vô lăng có sưởi, ghế sau có sưởi, ghế trước nhớ vị trí, ghế ngồi bọc da Napa, hệ thống đèn viền nội thất cải tiến, âm thanh Bose 10 loa và mở cốp sau rảnh tay. Nissan X-Trail hiện đã ngừng phân phối tại thị trường Việt Nam, nhiều khách Việt vẫn đang chờ đợi mẫu xe crossover này trở lại với thế hệ hoàn toàn mới có thiết kế và trang bị hấp dẫn hơn đã từng hé lộ sẽ về việt nam nhưng tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng